cảnh báo những bạn đang sử dụng phương pháp khử thâm môi tại nhà bằng chanh. Cái phương pháp này thì dạo gần đây đã mang lại rất là nhiều hệ quả, đó là những bạn trẻ bị môi mỏng yếu, bị lên những cái bệnh về môi như là kích ứng môi, viêm môi hoặc là tràm môi do sử dụng phương pháp này lâu ngày. Phương pháp này nó không đúng khoa học, bởi vì sao? Chúng ta sẽ giải thích nhé. Đầu tiên, trong chanh thì nó chứa một cái lượng axit tự nhiên nó khá là lớn, đó là axit citric. Và cái axit này thì nó có tác dụng đó là tẩy tế bào chết trên da. Chính vì vậy mà cái dòng axit này được bên mỹ phẩm ấy, họ sử dụng rất là nhiều trong cái việc mà điều chế ra những cái sản phẩm mà tẩy tế bào chết trên da, trên body này hoặc là trên da mặt của chúng ta. Cái thứ hai là môi của chúng ta thì có cái vòng tuần hoàn của môi, nghĩa là một cái lớp tái tạo da môi. Nếu như da mặt là 25, 26 đến 35 ngày một vòng thì cái môi này khoảng 2-3 tháng mới một vòng tuần hoàn của môi cơ. Và chúng ta lưu ý rằng chúng ta chỉ cần check trên Google cái cách đơn giản nhất là tẩy tế bào chết bao nhiêu lâu một lần. Thì thường thì một tháng chỉ nên 1 đến 2 lần đúng các bạn. Đó. Và cái phương pháp là dùng chanh chấm vào đường và trà sát lên môi thì nó là phương pháp để tẩy tế bào chết. Khi môi các bạn lâu năm không tẩy tế bào chết thì nó sẽ có một cái lớp rất là xỉn màu trên da môi, có thể là hơi vẩy nhẹ như kiểu cái vẩy sừng ấy. Đó. Và khi lần đầu chúng ta chấm vào chanh, chúng ta trà sát nhẹ thì tất nhiên là cái lớp sừng đấy sẽ bay mất. Thì nó sẽ lộ xuống cái lớp da non ở bên dưới thì nó sẽ hồng hào hơn. Cái điều đó mà khiến cho rất nhiều bạn lầm tưởng rằng cái phương pháp này nó có thể làm hồng hào da môi. Và chính vì vậy mà ngày nào cũng làm cái phương pháp đấy, và dẫn đến cái tình trạng phải nhắn tin cầu cứu hòa thường xuyên như vậy. Cái thứ hai là chúng ta lưu ý này, khi da chết ở trên môi của chúng ta, nó có một cái lớp mỏng ở trên bề mặt này, chúng ta làm lần đầu tiên nó sẽ trôi cái lớp da chết đấy đúng không? Và cái lần thứ hai thì làm gì còn da chết nữa mà trôi. Nó sẽ làm bào mòn dần cái lớp da mỏng của môi của bạn. Mỗi ngày chúng ta bào mòn một chút và dẫn đến cái tình trạng của các bạn mỏng, yếu, nhạy cảm và dễ sinh ra các bệnh rất là nguy hiểm. Nên là cái phương pháp này chúng ta lưu ý là không sử dụng thường xuyên nha. Một tháng chúng ta chỉ nên làm 1 đến 2 lần, các bạn lưu ý nhé.